Xin kính chào quý vị. Cũng khá lâu rồi, em cũng không giới thiệu lại cái clip loa âm trần của Pháp. Đây là tất cả những mã loa âm trần của Pháp ạ. Những mã loa này quý vị có thể gắn lên trần thạch cao gia đình nhà mình, phòng khách, phòng trà, phòng cà phê, rồi là hội trường của phòng học, nói chung là vân vân. Đây là tất cả những dòng loa này là loa âm trần của Pháp. Đây em tháo một con ra, em tháo khỏi cái nắp này của nó ra. Thì khi tháo ra thì đằng phía trước của nó có một cái gioăng để úp loa đây. Thì tất cả những con này cũng vậy. Đây nó có gioăng đây để úp loa. Đấy. Thì về dòng loa âm trần của Pháp này thì em cũng đã bán cho quý vị được khoảng độ hơn 1 năm nay rồi, gần 2 năm. Mới về được số lượng hơn 100 đôi nữa. Cái dòng này thì được rất nhiều bác mến mộ dùng với nó, bởi vì là nó có thể lắp cho vào âm trần cho nhà, gia đình, phòng học, phòng cơ quan, rồi là hội trường. Ngoài ra các bác nào thích nghe những dòng loa toàn giải nhẹ nhàng thì các bác ấy dùng loa này để độ vào trong xe. Đây, độ trong xe. Đấy, độ vào trong xe. Nên là chính vì vậy nên là em hôm nay em lại giới thiệu lại, bởi vì là lâu lâu nó lại không có clip, nó nổi nên là sợ nó trôi bài nên các bác không biết. Những đôi loa toàn giải này đến từ nước Pháp các bác. Nước Pháp đây. Về tên của nó em nó đây. Đến từ nước Pháp, đôi loa toàn giải này dòng Made in France. Đấy, bác nhìn chưa? Công suất của em nó 10 đến 15W là công suất trung bình. Còn nó có chữ 100V này này. Thì chút em sẽ giới thiệu đến quý vị là tại sao 100V. Còn đây Made in France nha, tất cả loa đây loa toàn giải của Pháp. Còn công suất thực chính thức của nó dập trên loa. Đây, công suất max của em nó chịu được là 20W loa toàn giải. 20W 8 ohm. Đấy. 20W 8 ohm CC5 gì đấy. Con này được làm với hai mồm màng giấy, gân vải tẩm dầu. Đấy. Đây em tháo. Tại sao nó có củ biến thế này thì chút nữa cũng nói luôn. Thì loa này quý vị có thể lắp lên trần nhà, trần thạch cao thoải mái, bởi vì đây này, nó thiết kế là lắp trần thạch cao nó có hai cái tai này. Khi quý vị lắp vào cái lỗ thật thạch cao là quý vị gập này lên. Nó như kiểu quý vị lắp đèn led trên trần ấy, đây. Bóp này vào đút lên trần thạch cao xong thả ra thì nó cái tai nó sẽ bật lại, nó khóa trên thạch cao luôn như thế này. Hai bên, bên này cũng vậy. Được chưa, cái tai đây. Đấy thì cái mặt trước của nó là cái mặt trắng. Đây mặt trước của nó là mặt trắng này rồi. Mặt trắng như này. Đấy. Đấy là giới thiệu về cái tai, khóa của tai. Cho quý vị. Còn kia là con súp bát 30 của Pioneer rồi. Model SVK1000. Con này có mức giá là 6.900.000 bát 30. Nó súp. Trên cùng nữa đó là con súp của Yamaha. Dòng này thì đã giới thiệu cho quý vị nhiều. Thì sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết về loa. Con loa toàn giải này. Con này về chi tiết của loa thì loa có kích thước của đường kính này này. Mà từ từ. Quý vị đợi em chút, em đi kiếm cái thước em đo cho quý vị cho nó rõ ràng luôn để cho các bác nhiều bác giới thiệu lâu lâu rồi. Nó nhiều lúc nó quên thông số. Để cho các bác cái đo cho nó rõ ràng luôn. Ê giờ. Em thước để đâu hết nhỉ? Ồ lắm, thước cũng là nhiều nhưng mà không biết là vứt đâu hết. Nè. Ở đây rồi quý vị ạ. Thước đây rồi. Mấy cái thước cứ lung tung. Em sẽ đo kích thước trực tiếp cho quý vị luôn để cho quý vị biết và cái lỗ gắn trần nó như thế nào. Đây. Thứ nhất là về cái kích thước của loa nhé, cái vành chóa rộng nhất của nó đây là cái ốc vít này. Được chưa? Đấy. Nó là 13 phân ạ. 13 phân. Loa chóa của nó 13 phân. Được chưa quý vị? Nó 13 phân. Còn về cái vành mà để quý vị cái lỗ mà để quý vị khoét ở trên trần ấy, đây này, thì nó sẽ tính từ cái điểm này đến điểm này chứ không phải là cái mép này đâu. Cái mép này thì nó khá là to rồi. Cái chóa ngoài này của nó đến tận 17 phân cơ, 17,5 cơ. Nhưng mà người ta không tính chóa ngoài, người ta tính cái khoảng cách để khoét lỗ của cái âm trần đấy. Khoét lỗ của trần thạch cao đây. Từ đây đến đây. Người ta tính cái khoảng cách này. Đấy. Nó là 14 phân. Đúng 14 phân ạ. Được chưa? Nó là báo cáo quý vị từ từ xem nào.
14,5 phân. Quý vị muốn khoét cái lỗ để đưa cái đôi loa này để gá lên, quý vị khoét cái lỗ trên trần thạch cao là 14,5 phân ra. Đấy. 14,5 phân. Quý vị nhớ chưa? Bởi vì phải giới thiệu cái này ngay đầu tiên, vì nhiều quý vị giới thiệu sau cùng là quý vị lại không biết kích thước để gọi hỏi em nhiều, nên cứ giới thiệu kích thước trước. Còn bắt đầu vào giới thiệu loa. Thì loa là dòng loa toàn dài của Pháp rồi. Loa có mức giá là 800.000 một chiếc, 800k. Đây. Một cái này là 800.000. Như này luôn. Nó gồm có cả loa, cả biến thế này luôn và cả tất cả chóa gài luôn. Một đôi là 1 triệu 6 một đôi. Nó có giá là 1 triệu 6 một đôi ạ. Được chưa? Có nhiều bác thì nghi ngờ, không tin tưởng, cứ lấy 1 đến 2 đôi để thử đã. Bởi vì là tại sao lại loa Pháp mà lại rẻ, loa toàn dài mà lại rẻ đến thế. Thì báo cáo quý vị, nó là loa bãi. Loa này đã qua sử dụng ở nước ngoài rồi. Nó loa bãi. Nên nó rẻ, nhiều bác lại cứ tưởng là loa tàu. Nên là cứ thử xong bắt đầu lại đặt lên. Đầu tiên thử 1-2 đôi xong bắt đầu lại đặt cho anh 5-3 đôi để đặt đấy. Thì đây em giới thiệu, em lột luôn nó ra quý vị rồi nhé. Về kích thước báo hết rồi, công suất của con này là 20W, chở kháng 8 ohm. Hai mồm luôn, hai mõm, màng giấy, gân vải tẩm dầu. Ok chưa ạ? Đấy. Báo cáo quý vị là như vậy. Để với loa thì em đã giới thiệu rồi. Về cái kích thước loa. Sao nào gọi? Alo. Vâng vâng. Vâng. Chút nữa em gọi lại nhé. Chị nhắc em đang quay bài một chút xem, gọi lại luôn nhé. Số này của chị đúng không? Vâng. Vâng vâng, cũng cả em đang quay bài chứ. Thì quý vị thông cảm, vừa khách gọi nhưng phải nghe cơ. Lại nghe đúng, may là nhân viên giao hàng hộ ở đây. Thì em đang giới thiệu đến đây rồi. Thì đôi loa âm trần này nó được thiết kế với lại một cái biến thế. Cái biến thế này nó là dùng điện 100V. Nó dùng một điện 100V. Nhưng với về đây với mình dùng ấy, thì những cái biến thế này nó chỉ dùng là khi quý vị lắp số lượng 10 đến 15 đôi, 10 đến 15 đôi loa này trở lên. Nó tương đương đến mấy chục cái loa cơ. Thì quý vị bắt buộc phải cấp tín hiệu điện 100V vào đây. Cái mục đích cái biến thế này nó có tác dụng này này, là nó chống bị suy hao tín hiệu khi dẫn quá nhiều loa. Dẫn quá nhiều loa thì nó sẽ bị suy hao tín hiệu đi. Thì bắt buộc phải cấp đường điện 100V lên cho nó để nó không làm suy hao tín hiệu âm thanh khi lắp nhiều loa. Còn với ở mình đây thì đa số lắp cao điểm 4 5 đôi đến 8 đôi là kịch, nên là những cái biến thế này quý vị không cần. Em đã quay lên đây thì em vẫn cứ để nguyên này cho quý vị thôi. Về quý vị vứt cái này đi nhá. Vứt cái này đi. Nhìn chưa? Chỉ lấy nguyên cái này thôi. Lấy nguyên cái loa này thôi. Bỏ biến thế đi. Nó nặng không giải quyết gì cả, bỏ biến thế đi ạ. Kể cả em lắp ở nhà em cũng bỏ hết cái cục này đi. Lấy nguyên loa thôi. Bởi vì là nhà mình lắp nó ít, không có nhiều nên không cần thiết. Không cần thiết. Đấy. Nhưng em đã quay đến đây rồi thì hàng nó về như thế này thì cứ gửi hết biến thế cho quý vị. Quý vị làm cái gì làm, dùng thì dùng mà chả dùng thì vứt. Đấy. Đấy cái việc đấy là gì dễ thương luôn. Cái biến thế đấy. Về quý vị dùng hai con này thôi. Đấy. Được chưa? Dòng này thì quý vị có thể độ lắp vào xe ô tô, xe máy, hoặc là chế những con loa đánh ở bên ngoài. Quý vị nghe loa toàn giải thì quý vị nhiều quý vị thích nghe ở bát, ở trong thùng, nhưng nhiều quý vị lại thích dùng ván hở. Thì đây là những con loa để cho quý vị chế, sưu tầm thoải mái. Và mức giá thì phải nói là quá rẻ. 800.000 một con loa này thì nó rẻ. Nói thật là loa mới là nhà dần nó còn đắt hơn. Đấy. Được chưa? Thì con nào cũng như con nào. Thì mới về được hơn 100 đôi nữa. Thì quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Còn con này thì nó được úp đây, một lớp gioăng cao su qua đây. Đấy. Vừa rồi thì em giới thiệu đến là quý vị một số loa âm trần mới về. Bởi vì là loa âm trần em giới thiệu rất nhiều và nhiều bác lấy nhưng mà lâu lâu nó bị trôi bài. Mức giá 800.000 một chiếc, 800.000 một chiếc. 1 triệu 6 một đôi. Các bác ạ, 1 triệu 6 một đôi. Đấy, đó là lô loa âm trần của Pháp nhá, âm trần của Pháp. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại là 0911 169 961. Em trân trọng cảm ơn. Còn đây, ngoài ra thì âm ly Sansui AU Alpha 607, hàng soi gương bóng đẹp lung linh, mức giá 5.900.000. Tiếp nữa đến con Sansui 350A
receiver. Ôi giời, đây, đây này, quý vị nhìn này. Bây giờ đây là ánh nắng hắt vào đây rồi. Bây giờ có bật đèn lên quý vị không thể nhìn thấy được. Đấy, nó, đây quý vị đấy, ánh nắng hắt vào đấy. Đây là dòng receiver 108, ánh nắng buổi chiều nó hắt sọc vào tôi luôn. Tắt. À, con này có mức giá là 8.900.000 nhá, 350. Rồi. 350 à. À, vừa rồi là toàn bộ clip giới thiệu đến quý vị một số loa âm trần cũng như là âm ly. Hẹn gặp lại quý vị vào clip sau. Thông cảm nhá, em cứ giải như này thôi. Còn hàng bao chất cho quý vị chứ không phải giải thảm. Nói chung là hàng của em về em cứ quay mộc chỗ này cho nhanh. Cảm ơn quý vị.